Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Day Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài dự đoán và giả thiết vô cùng thú vị trong One Day. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, full One Day chapter 1113 để đủ thông tin chi tiết. Vậy là cuối cùng, sau khi một vài thông tin cơ bản đầu tiên của chapter được công bố, thì mới đây nhà cung cấp thông tin Dragon cũng đã có những thông tin đầy đủ chi tiết của chapter với 19 khung tranh tuyệt đẹp, bao gồm 2 khung tranh màu và 17 khung tranh nội dung chính. Và cho nên nó đã khiến tôi ngay lập tức làm video này, cập nhật tin tức đến với anh em. Còn những khung tranh hình ảnh cụ thể nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo cho những video mới nhất của mình nhé. Ngoài ra còn giúp kênh mình có lại đề xuất nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1113 là Hacker. Và tên chủ đề của chapter này là để nói về tình hình hiện tại của bạn hải tặc Murom là bỏ chạy chứ không thể nào tiếp tục chiến đấu. Trang bị màu của chapter tuần này có chủ đề về cờ vua. Chúng ta thấy Nico Dobin đang chờ cờ với những thành viên của bạn hải tặc Murom là những quân cờ. Đầu tiên là quân tốt với hình ảnh Chopper. Chúng ta thấy có 7 quân tốt khác nhau mặc áo hiệp sĩ. Tiếp theo là quân xe với Frankie và Jinbe trong trang phục tháp và áo hiệp sĩ. Chúng ta thấy Jinbe đang ngồi và uống trà với Brook. Tiếp theo nữa là quân mã với Zoro và Sanji khi cả hai đều cưỡi ngựa và mặc áo hiệp sĩ. Sau đó là quân tượng với Brook và Usopp. Chúng ta thấy Brook là một pháp sư, còn Usopp là một công thủ. Tiếp theo nữa là quân hậu với Nami. Chúng ta thấy Nami đang ngồi trên ngai vàng với gương miệng ở trên đầu. Và nếu để ý mình sẽ thấy thì đây không phải lần đầu tiên Nami được Oda xác nhận là hoàng hậu. Bởi trước đó trong trang bị màu của chapter 1084, Nami cũng đã mặc một chiếc áo có dòng chữ Queen. Trong khi đó thì Luffy được xác nhận là King, tức là vua, rất thú vị. Cuối cùng là vua với Luffy trong hình dạng Kinam. Lúc này chúng ta thấy Nico Robin đã tóm lấy Luffy và di chuyển. Điều này có nghĩa băng hải tặc Murom đang bị chiếu tướng. Vì phải có ai đó chiếu tướng thì tướng mới phải di chuyển. Bắt đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó. Sau đó thì thứ mà Thanh Mát đã nhìn thấy ở cuối chapter trước là một cái bồn chứa nước khổng lồ với cái đầu của Vegapunk ở bên trong. Chúng ta thấy đầu của vị tiến sĩ này vẫn còn tóc và não. Nhìn vào không tranh thì có thể thấy đầu và não của Vegapunk rất to và nó liên kết trực tiếp với mình Decord. Để rồi sau đó Thanh Mát nói, vậy là cái thứ này còn sống ngay cả khi người đã tắt thở ư? Cái chết thật sự là gì? Ý thức của người đang ở đâu vậy, Vegapunk? Và liệu đây có phải là người không? Sau đó thì viện Rotten này có ý định giảm lên con hai sinh Denenbushi khiến nó phát nổ. Tuy nhiên sau khi phát nổ lớp vỏ ở bên ngoài thì Thanh Mát đã nhận ra rằng đây chỉ là một con ốc sinh truyền tin bình thường. Và ngay lúc này viện Rotten Mát đã bắt đầu hoảng sợ vì không biết Vegapunk giấu con thật đang ở đâu. Đúng lúc đó thì mọi người ở khắp nơi trên toàn thế giới đang nín thở chờ đợi thông điệp của Vegapunk. Đầu tiên chúng ta đến với làng syrup của Usopp với cô bạn thân Kaya cùng với những đứa trẻ là Mary, Ninjin, Pian, Tamanegi khi tất cả đang cùng nhau thảo luận về trình độ y học của Vegapunk. Sau đó thì chúng ta đến với ngọn hải đăng ở mỏm sinh đôi. Bác sĩ Krokot đang cùng với chú cá voi là Bon nghe tin nhắn của Vegapunk thông qua một cái radio. Trong khi đó tại đất nước Baltimore, nơi Frankie học tập trong khoảng thời gian 2 năm time skip, ông già mà Frankie đã kết bạn nhìn vào tàu trí nã và nói rằng giờ đây Frankie là một con tàu. Sau đó Chopper chuyển sang cảnh vương quốc Torino, nơi mà Chopper học tập trong khoảng 2 năm time skip và hòn đảo Hachinosu, căn cứ chính của bang hải tặc Tứ Hoàng Đầu Đen. Lúc này chỉ có một vài hải tặc tại đây và không có ai trong số những thành viên của bang hải tặc Tứ Hoàng Đầu Đen xuất hiện. Dù không chắc chắn nhưng rất có thể hiện tại Hachinosu không có một thành viên nào của bang hải tặc Tứ Hoàng Đầu Đen sau trận chiến với Phá Rock Gap. Ngoài ra nếu Kadibou đã được gặp Tứ Hoàng Đầu Đen thì gần như chắc chắn bang hải tặc Tứ Hoàng Đầu Đen sẽ hành động. Còn đó là những hành động gì thì tôi sẽ có riêng một video nói về những hành động tiếp theo của bang hải tặc Tứ Hoàng Đầu Đen trong tuần nghỉ truyện sắp tới. Quay trở lại với chapter, theo đó thì tất cả đang có những phản ứng bất ngờ trước đoạn video ghi hình của Vegapunk. Và thời gian đếm ngược cũng đã hết. Chúng ta thấy Vegapunk bắt đầu vào nội dung chính của thông điệp. Còn Thanh Mát thì bắt đầu giao tiếp với Ngũ Đấu Tinh bằng sức mạnh ma thuật của mình. Chúng ta thấy Thanh Mát nói, tôi không biết Vegapunk sẽ có ý định nói những gì, nhưng rất có thể hắn sẽ có ý định trả thù cho giáo sư Clover tại sự kiện Ohara. Sau đó thì chapter tiếp tục chuyển sang cảnh nhóm Frankie, Bonnie và Binh Không Nam Atlas. Lúc này Sanji đã đến kịp lúc và tung ra một cú đá thẳng vào mạng Thánh Venus. Để rồi sau đó viện Rotten này đã chuyển đổi sang dạng Bakutsu, tức là một con người xương hoàn toàn để cán Sanji. Tuy nhiên hai người khổng lồ là Kashi và Imo đã khống chế Venus từ hai phía. Còn Bonnie thì biến thành một người khổng lồ trong hình dạng tương tự như Ginam của Luffy và giảm lên Thánh Venus. Chúng tôi thấy Bonnie nói, tương lai của ta là một người khổng lồ. Song song với đó là đoạn video ghi hình của Vegapunk tiếp tục được phát sóng. Theo đó thì Vegapunk đã giải thích trong đoạn video ghi hình rằng ông đã phạm hai lỗi lầm rất lớn. Tuy nhiên ông đã không nói đó là những lỗi lầm gì, chỉ biết rằng vì lý do này mà ông sẽ bị bắt hoặc bị giết. Và đây cũng là lý do khiến ông phải làm đoạn video ghi hình gửi đi, bởi nó sẽ được kích hoạt tự động công chiếu khi tim của Vegapunk bắt đầu ngừng đập. Và sau đó là tiếp tục phản ứng của tất cả mọi người ở khắp nơi trên toàn thế giới trước thông tin về cái chết của tiến sĩ Vegapunk. Lúc này tại căn cứ của quân đoàn Gate Man 66, nhà khoa học điên Shinsakalou và cha của Sanji cũng đang xem buổi livestream phát sóng. Lúc này Shinsakalou đã khóc và nói rằng hắn đã làm việc rất chăm chỉ với mục đích để đánh bại Vegapunk. Còn cha của Sanji thì không có phản ứng gì.
có lẽ em hiểu những gì về Corbin đang phải chịu đựng. Còn tại khung đỡ sau body, Duvat đang ở trong căn cứ của mình, tỏ ra vô cùng bối rối, không hiểu vì sao Vegapunk lại chết khi mà trước đó vào bản tin buổi sáng, ông còn đang là con tin của bang hải tặc túi hoàng lục phi mũ rơm. Còn tại trụ sở thời báo kinh tế mới, Liên báo Batgan tỏ ra vô cùng tức giận trước đoạn video ghi hình của Vegapunk. Chúng ta thấy hắn nói, các loại phát thanh truyền hình này sẽ khiến ngành báo chí đi đời nhà ma hết. Mà cũng đúng, bởi nó hoàn toàn trái ngược với những tin tức mà Liên báo Batgan đã đưa ra trong bản tin sáng. Song song với phản ứng của tất cả mọi người, thì thông điệp của Vegapunk vẫn đang tiếp tục được phát sóng. Chúng ta thấy Vegapunk nói, dù ai có giết tôi thì tôi cũng sẽ không trách họ là kẻ độc ác. Tôi sẽ không gán cho ai đó là tốt hay xấu vì tôi không đủ hiểu người đó đến mức có thể phán xét họ. Và thành thật mà nói thì tôi thật sự ấn tượng với câu nói này của tiến sĩ Vegapunk. Quay trở lại với những diễn biến của Chopper, nếu mà nhóm Nami, Usopp, Chopper đụng độ với Ngũ Lôi Tinh sau tình. Lúc này Nico Robin đã nghe thấy giọng nói của viện Lôi Tinh này. Đột nhiên Robin đứng hình và nhận ra giọng nói của viện Lôi Tinh này trong sự kiện Ohara bị diệt vong. Chúng ta thấy Thánh sau tình bắt đầu nói, Nico Robin, người phụ nữ mà Akainu không thể tiêu diệt. Và bạn thấy gì không, Ngũ Lôi Tinh xác nhận Akainu đã không hoàn thành nhiệm vụ nhiều năm về trước, mà không biết rằng cựu đô đốc Kuzan là người đã mở đường trốn thoát cho Nico Robin. Rất thú vị. Và ngay lúc này, lập tức Nami hiểu ra vấn đề và nói với mọi người rằng, mọi người hãy bảo vệ Nico Robin. Đến sau đó Brook chặt đứt một chân của Thánh Sa Tình, còn Usopp thì bắn một viên đạn phát nổ vào chân của viện Ngũ Lôi Tinh này. Trong khi đó thì Nami đã kéo Robin vào bên trong và sử dụng Homie JS chặn đứng Sa Tình. Còn Chopper thì dùng đến dạng lâm sầu để bảo vệ tất cả những thành viên của bang hải tặc Vũ Rơm. Đồng thời, nhà cung cấp thông tin Radon cũng đã nói rằng Luffy, Zoro và Shinbe không xuất hiện ở chapter này. Sau đó thì chapter tiếp tục chuyển sang cảnh Ngũ Lôi Tinh mất. Sau đó thì viện Ngũ Lôi Tinh này vẫn đang tiếp tục nói chuyện với những Ngũ Lôi Tinh còn lại vì những gì mà họ sẽ làm sắp tới. Chúng ta thấy Thanh Mát nói, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phá hủy nhà máy năng lượng? Và ngay lập tức Thánh Sao Tình lên tiếng, đừng, không được làm như vậy. Chúng ta sẽ không quan tâm để những tên lính nếu có cần quét đi tất cả. Nhưng ba chấm. Chưa kịp nói hết câu thì Thánh Bulgari đã tiếp lời, đúng, đừng làm như vậy. Nếu làm vậy đồng nghĩa với việc không thể chế tạo loại vũ khí mang tiền họ mão được nữa. Và điều này đồng nghĩa với việc Imu sẽ không vui. Để đầu của chapter là những lời lẽ gây sốc của tiến sĩ Vegapunk văn vọng ở phía xa của hòn đảo tương lai hết. Chúng ta thấy vị tiến sĩ này nói, alo, mọi người chú ý. Những gì mà tôi sắp nói có vẻ sẽ rất vô lý. Thậm chí nhiều người có thể cười nhạo tôi, nhưng mọi người đều có quyền phải biết. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần kết luận của thông điệp quan trọng này. Đó là thế giới sẽ chìm xuống đáy biển. Để đầu của chapter song song với lời nói của tiến sĩ Vegapunk là hình ảnh dưới đáy biển với một số nàng tiên cá đang bơi cùng với một số loài cá và loài cá voi. Và hình ảnh này cũng là cái cách mà chapter 1113 kết thúc. Thông tin cuối cùng là thông tin cực kỳ quan trọng. Tuần sau One Piece không có chapter mới, một thông tin không vui. Trên đây là video full One Piece chapter 1113 để đủ những thông tin chi tiết. Với phần lớn nội dung của chapter là để nói về đoạn video ghi hình của tiến sĩ Vegapunk cũng như những bế tắc mà bạn hải tặc của Rome sắp phải đối mặt, tương tự như trang bị màu của chapter. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.